văn: Tụng trì thử Đà La Ni giả, đương tri kỳ nhân tức thị Phật thân tạng, cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật ái tích cố. Việt dịch: Người nào trì tụng Đà La Ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Lược giảng: Người nào trì tụng Đà La Ni này, người có thể tụng chú Đại Bi, nên biết người ấy chính là tạng Phật thân. Quý vị nên biết, người này chính là tạng thân của Phật, cũng chính là nhất định hiện thân Phật. Tại sao? Vì lực gia trì của tam muội. Tuy quý vị chưa thành Phật, nhưng có năng lực khiến quý vị có chân tướng quang minh giống như thân Phật. Đây là lực gia trì của chú Đại Bi. Công đức của chú Đại Bi sẽ giúp quý vị. Nhưng khi tụng trì chú Đại Bi thì phải tuân thủ quy củ, giữ giới luật, không thể nói tôi là tạng thân của Phật, muốn làm gì thì làm. Tại sao là tạng thân Phật? Vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Bởi vì 99 ức hằng hà sa chư Phật thời quá khứ đều phát nguyện rằng những ai tụng trì chú Đại Bi, tôi sẽ ủng hộ người đó giống như ủng hộ mười phương chư Phật vậy. Hán văn: Đương tri kỳ nhân tức thị quang minh tạng, nhất thiết Như Lai quang minh chiếu cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Lược giảng: Nên biết rằng người ấy chính là tạng quang minh. Khi quý vị tụng chú Đại Bi thì xuất hiện nhiều loại ánh sáng, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình, vì mười phương Như Lai đều phóng quang chiếu đến quý vị. Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị từ bi tạng, hằng dĩ Đà La Ni cứu chúng sanh cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sanh. Lược giảng: Nên biết người ấy chính là tạng từ bi. Nếu quý vị có thể tụng chú Đại Bi thì chính là người có lòng đại từ đại bi. Tại sao? Vì thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sanh. Vì quý vị thường dùng chú Đà La Ni cứu độ tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều xa rời khổ đau, đến bên bờ an lạc, tiêu tai tật bệnh, tội diệt phước sanh. Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị diệu pháp tạng, phổ nhiếp nhất thiết chư Đà La Ni môn cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn Đà La Ni. Lược giảng: Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp. Nên biết người tụng chú Đại Bi chính là hội tụ của diệu pháp. Tại sao? Vì nhiếp hết tất cả các môn Đà La Ni. Vì Đại Bi Đà La Ni có năng lực rộng, thâu nhiếp hết tất cả các môn Đà La Ni khác. Thâu nhiếp này giống như cục nam châm hút sắt vậy, hội tụ thu hút Đà La Ni khác lại với nhau. Cho nên, quý vị tụng trì chú Đại Bi chính là quý vị cùng thâu nhiếp các pháp vi diệu. Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị thiền định tạng, bách thiên tam muội giai hiện tiền cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng thiền định, vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Lược giảng: Nên biết người ấy chính là tạng thiền định. Người có thể tụng trì chú Đại Bi chính là kho tàng thiền định. Tại sao? Vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Vì có trăm ngàn tam muội luôn luôn hiện tiền. Cái gọi là trăm ngàn tam muội hiện tiền không có nghĩa là cả trăm ngàn tam muội đồng thời hiện ra, cũng không phải là không đồng thời hiện ra. Đó chính là một thứ cảnh giới phi diệu, bất khả tư nghì, không diễn tả bằng lời nói được. Tam muội chính là định lực. Cả trăm, ngàn môn tam muội khác nhau đều có thể xuất hiện cùng một lúc. Thế thì, nói không đồng thời hiện ra là thế nào?
Bởi vì nếu quý vị hiện xuất một tam muội, nếu chỉ thành tựu được một loại tam muội mà thôi, thì đây không phải là đồng thời hiện ra. Tuy nhiên, có đôi khi quý vị hiện xuất một loại tam muội mà có thể bao gồm được tất cả các tam muội khác, thì đó gọi là đồng thời hiện ra vậy. Hán văn: đương tri kỳ nhân thị hư không tạng, thường dĩ không huệ quán chúng sanh cố. Việc dịch: nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Lược giảng: nên biết người ấy chính là tạng hư không. Quý vị nên biết người này giống như hư không tạng, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh, vì thường dùng trí tuệ như hư không để quán nhân duyên của chúng sanh. Hán văn: đương tri kỳ nhân thị vô ý tạng, long thiên thiện thần thường hộ trì cố. Việc dịch: nên biết người ấy chính là tạng vô ý, vì thiên long thiện thần thường theo hộ trì. Lược giảng: nên biết người ấy chính là tạng vô ý. Nên biết người này không có sợ hãi, vì thiên long thiện thần thường theo hộ trì. Vì có thiên long bát bộ, tất cả thiện thần thường ủng hộ người này. Hán văn: đương tri kỳ nhân thị diệu ngữ tạng, khẩu trung đà la ni, âm vô đoạn tuyệt cố. Việc dịch: nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ, vì tiếng đà la ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Lược giảng: nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ. Quý vị nên biết người thường tụng chú đại bi chính là diệu ngữ tạng, kho tàng lời nói hay. Ngôn ngữ của chú họ tụng trì đều là ngôn ngữ không thể nghĩ bàn, vì tiếng đà la ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Vì trong miệng họ thường tuôn niệm chú đại bi, bất tuyệt chính là luôn luôn niệm, không gián đoạn. Xưa tôi gặp rất nhiều thầy tỳ kheo như vậy, từ sáng đến tối chuyên trì chú đại bi, không nghĩ ngợi việc gì khác, trì đến độ tất cả vọng tưởng đều không có. Hán văn: đương tri kỳ nhân thị thường trú tạng, tam tai ác kiếp bất năng hoại cố. Việc dịch: nên biết người ấy chính là tạng thường trú, vì tam tai ác kiếp không thể làm hại. Lược giảng: nên biết người ấy chính là tạng thường trú. Quý vị nên biết người này là kho tàng thường trú, vì tam tai. Tam tai là gì? Hôm qua không phải đã giảng qua rồi sao? Thủy tai, hỏa tai và phong tai. Nước làm ngập sơ thiền, lửa đốt cháy nhị thiền, gió thổi bay tam thiền. Hiện tại trên thế giới cũng có thủy tai, hỏa tai và phong tai, nhưng chỉ là nhỏ. Lớn là khi nước thì nhấn chìm cả cõi sơ thiền, lửa thiêu đốt cả cõi nhị thiền, gió cuốn phăng cả cõi tam thiền. Đừng nói là ở nhân gian, mà trên cõi trời cũng hứng chịu ba tai họa như vậy. Ác kiếp chính là sự hoành hành của nạn đao binh, thủy, hỏa, ôn dịch, không thể làm hại. Quý vị thường niệm chú đại bi thì những kiếp nạn trên đây không đến nơi thân quý vị. Niệm chú lăng nghiêm hiển nhiên công đức không thể nghĩ bàn. Niệm chú đại bi cũng như vậy, có sức mạnh xoay chuyển trời đất, dời sông, lấp biển. Tu pháp tứ thập nhị thủ nhãn thành công rồi, quý vị có thể di chuyển núi tu di. Quý vị có thể dời thế giới này sang thế giới khác, còn thế giới kia sẽ được dời đến thế giới này, và mọi người trên thế giới này không biết rằng quý vị đã di dời nó. Quý vị xem có vi diệu không? Từ phương Bắc dời đến phương Nam, dời đến hàng vạn dặm, nhưng người khác không biết là có sự di dời, đây mới là chân chánh di dời. Quý vị phải tu thành rồi thì quý vị mới có năng lực như vậy. Có thể nói, nơi này không tốt
thì quý vị dời đến nơi khác, hoặc dời thế giới khác đến thế giới này, hoặc di chuyển thế giới này sang thế giới khác, không cần ngồi hỏa tiễn. Quý vị thấy có vi diệu không? Nhưng quý vị cần phải tu thành tựu, tu không tốt thì không được. Bất năng hoại cố, tất cả kiếp nạn đều không thể phá hoại, cho nên gọi là tạng thường trú. Ha ha ha,